thì mình thấy đây là một khóa học rất hay và bổ ích. Trước khi mình tham gia khóa học thì mình không nghĩ rằng là mình đến khóa học mình có thể học được nhiều kỹ năng như thế. Và mình nghĩ là sau khi học xong khóa học này thì mình sẽ ứng dụng được những điều mình học ra vào cuộc sống rất nhiều. Sau 3 ngày tham gia khóa học hơn tích cực, tôi cảm thấy rất vui. Vì thứ nhất là tôi đã có thể biết được rất nhiều người bạn mới. Tôi biết được làm thế nào để mình trở thành hơn tích cực. Tôi biết cách để mình đóng góp cho cộng đồng chính nơi mình sinh sống. Mình nghĩ là những cái kỹ năng trong chương trình công dân tích cực này sẽ hỗ trợ mình khá là nhiều trong công việc hàng ngày của mình. Bởi vì trong công việc thì mình làm việc với đối tượng người khuyết tật là chủ yếu. Thì qua cái chương trình công dân tích cực này thì những kỹ năng mình đã được trau dồi thêm đó là kỹ năng lắng nghe đa cấp độ, rồi kỹ năng phản hồi và kỹ năng chia sẻ. Thì mình nghĩ là nó rất hữu ích. Khóa học này đã giúp tôi nhìn nhận một cách khách quan hơn về chính bản thân mình và nhìn nhận về cộng đồng xung quanh. Và cái khóa học này còn giúp tôi có thể đánh giá được khách quan hơn cộng đồng mà tôi có cái ý tưởng thực hiện dự án. Mình thấy rằng khóa học này thì rất là hữu ích tất cả với mọi người, vì những kỹ năng mà khóa học đem đến thì chúng ta có thể vận dụng ở rất nhiều hoàn cảnh trong cuộc sống. Đơn giản như là việc ta học cách lắng nghe một người như thế nào, ta học cách cảm nhận về bản thân như thế nào, hay là tôn trọng sự khác biệt với người khác, thì đó là có rất rất nhiều điều bạn có thể học được từ khóa học này. Cái nếu như cái chương trình công dân tích cực này mà được lan tỏa ra thì đó là một tín hiệu khá là mừng, bởi vì bản thân em nhận thấy rằng là ở trong cái môi trường đại học em đang học tập này có rất nhiều bạn trẻ bạn sinh viên giống như em vẫn chưa có nhiều kỹ năng để có thể gọi là có thái độ tốt với cuộc sống. Và nếu như các bạn ấy cũng có cơ hội như em được tham gia khóa học